Ngày xưa có một cô gái nhỏ. Cô luôn choàng chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, nên mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Con gái ơi! Vâng thưa mẹ. Con biết là bà ngoại đang bị ốm, con mang cho bà mấy chiếc bánh mẹ nướng và mấy loại thảo dược tươi mà mẹ đã hái trong rừng nhé. Dạ được, con sẽ đi thưa mẹ. Cô gái nhỏ với chiếc khăn choàng màu đỏ như mọi khi bắt đầu hành trình đi đến nhà bà ngoại. Đừng có rời khỏi con đường trong rừng thỏ nhé con yêu, mẹ dặn dò cô bé trước khi đi. Cô bé quàng khăn đỏ bắt đầu bước đi trong rừng, vừa đi vừa vui vẻ ca hát. Sao người ta lại gọi là rừng thỏ nhỉ? Mình có thấy con thỏ nào trên đường đâu. Cô gái quàng khăn đỏ đến một con đường toàn là hoa, có đủ loại hoa nhiều sắc màu. Mình hái cho bà một ít hoa, bà sẽ rất vui đấy. Khi cô bé quàng khăn đỏ hái hoa, cô không nhận ra là cô đang bị lạc hướng. Lúc đó, cô nghe một tiếng động từ trong bụi rậm. Đột nhiên, một con chó sói to thật to nhảy vọt ra trước mặt cô. Cô bé quàng khăn đỏ đã rất sợ hãi khi cô thấy chó sói ngay trước mắt. Cô đánh rơi chiếc giỏ đang mang. Chó sói tiến đến gần cô và nhặt những chiếc bánh cô đánh rơi từ giỏ và đưa lại cho cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ đã rất ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của chó sói. Cảm ơn nhé. Cô bé đang đi về đâu vậy? Đến nhà bà ngoại, căn nhà màu vàng ở cuối khu rừng này. Bà không được khỏe, nên tôi mang bánh và thảo dược cho bà. Thật vậy à? À, bạn có thể gọi tôi là cô bé quàng khăn đỏ, như mọi người vẫn gọi nhé. Tôi sẽ đi trước và báo cho bà ngoại biết là bạn đang trên đường đến nha. Như vậy bạn có thể tiếp tục hái những đóa hoa xinh đẹp này. Ngay lúc đó, chó sói nghe tiếng súng trường của một thợ săn đang đến, nên nó chạy nhanh hết sức. Cô bé quàng khăn đỏ nhìn quanh một lúc và bắt đầu khóc khi biết rằng mình đã bị lạc. Nghe tiếng khóc, người thợ săn tới và đến bên cạnh của cô. Sao lại có một mình ở đây vậy cháu? Xung quanh đây nguy hiểm lắm. Ta đang tìm một con chó sói rất nguy hiểm. Con chó sói đó ta đã săn từ rất lâu rồi. Cô bé quàng khăn đỏ rất xấu hổ vì không nghe lời mẹ dặn, đã rời khỏi đường trong rừng thỏ, nên cô không nói với người thợ săn là cô đã gặp chó sói. Ờ, dạ. Cháu mang bánh cho bà cháu bị bệnh đang sống ở cuối khu rừng và cháu bị lạc ạ. Vậy để ta dẫn cháu đến nhà bà cháu nha. Họ bắt đầu cùng đi. Và ngay sau đó, chó sói đã đi đường tắt và nhanh chân đến nhà bà ngoại. Chó sói gõ cửa. Bà ngoại la lên từ trong nhà. Ai đó? Chó sói đổi giọng. Là con đây bà ngoại ơi, cô bé quàng khăn đỏ. Con mang bánh quy và thảo mộc tươi hái ở trong rừng mang đến cho bà đây. Cửa đang mở đó cháu yêu à, cháu vào đi. Chó sói mỉm cười tự mãn và xông vào nhà khi cửa đang mở. Một lúc sau đó, cô bé quàng khăn đỏ và người thợ săn đến nhà bà ngoại. Vào đi cô bé, để bên cạnh bà ngoại sớm nha. Người thợ săn quay lại hành trình của mình. Cô bé quàng khăn đỏ gõ cửa. Bà ngoại cô la lên từ trong nhà. Ai đó? Là cháu đây bà ngoại ơi, cô bé quàng khăn đỏ. Cửa đang mở đó cháu yêu à, cháu vào đi. Cô bé quàng khăn đỏ ngần ngại một chút vì giọng cô mới nghe hơi khác so với giọng của bà ngoại. Sau đó mới nhớ ra là bà ngoại đang bị ốm. Giọng bà ngoại hơi khác, chắc là do bà bị ốm.
Cô bé quàng khăn đỏ mở cửa và bước vào. Chó sói mặc đồ của bà ngoại với chiếc mũ len và đeo kính đang nằm trên giường. Nó cũng kéo màn trong nhà cho tối đi, để cô bé quàng khăn đỏ không nhận ra nó. Cảm ơn cháu yêu đã vượt qua chặng đường dài để mang thức ăn đến cho bà. Đến cạnh đây để bà ôm cháu nào. Đến đây cháu yêu, đến gần đây. Cô bé quàng khăn đỏ để chiếc giỏ trên sàn nhà, nhưng cô bé không tới gần chiếc giường vì bà ngoại trông có vẻ hơi khác. Bà ơi, sao tay của bà dài thế? Là để bà ôm cháu dễ hơn. Vậy sao tay bà lớn quá vậy? Là để bà nghe tiếng cháu cho rõ hơn. Nhưng tại sao mắt của bà to vậy? Là để bà nhìn cháu cho rõ hơn đó. Vậy tại sao răng của bà trông sắc thế nhỉ? Là để ăn thịt cháu dễ hơn. Chó sói nhảy ra và tấn công cô bé quàng khăn đỏ. À, cứu với! Lúc đó cô bé mới nhận ra không phải là bà ngoại đang nằm trên giường, nhưng thay vào đó là con chó sói mà cô đã đi theo trên đường. Cứu! Cứu tôi với! Người thợ săn nghe tiếng cầu cứu của cô bé quàng khăn đỏ. Cứu! Cứu tôi với! Và chạy thẳng đến căn nhà, xông vào cánh cửa đang mở và bắt chó sói ngay lập tức. Cuối cùng tao cũng bắt được mày, con chó sói nguy hiểm. Giờ mày ở trong tay tao rồi. Cảm ơn vì đã cứu chúng cháu, ông thợ săn. Không có gì, nhưng hứa với ta cô bé, con không được bao giờ quên những gì mẹ con đã dặn nha. Bà ngoại ăn những chiếc bánh mà cô bé quàng khăn đỏ mang đến một cách rất ngon miệng. Nấu thảo dược thành một tách trà và nhanh chóng khỏi bệnh. Cô bé quàng khăn đỏ hứa với bà ngoại rằng cô sẽ không bao giờ nghe lời chó sói xấu xa lần nữa. Cô bé quàng khăn đỏ đi dạo quanh khu rừng, lại vui vẻ ca hát. Khi cô đi ngang chỗ chó sói lần nữa, con sói bị người thợ săn phạt dọn dẹp cả khu rừng và rất xấu hổ với những gì nó đã làm khi nó gặp lại cô bé quàng khăn đỏ. Khu rừng thỏ trở nên vui vẻ, đầy thỏ và hoa như nó đã từng có trước đây. Thank you.